Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị làm Thứ trưởng cú móc ngược của bà X. Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vừa được bổ nhiệm quay trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữa lúc Bộ Chính trị Việt Nam đang chuẩn bị nhân sự cho đại hội lần thứ 13 của Đảng sắp diễn ra trong vài tháng tới. Quan sát và bình luận đưa ra những ý kiến trái chiều nhau rằng liệu đây là sự tuyên truyền thăng chức hay cũng có thể là sự giáng chức sau khi ông Nghị bị kỷ luật vì những sai phạm ở Phú Quốc, Kiên Giang. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị, bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được đưa ra vào hôm 6 tháng 10, ông Nghị cũng là Ủy viên Trung ương Đảng và trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh Kiên Giang được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng mà truyền thông trong nước gọi là thuyền chuyển công tác. Quyết định được đưa ra sau hơn một tháng khi ông Nghị cùng hàng chục cán bộ tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm do những sai phạm đất đai trong giai đoạn 2011-2017 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào hồi cuối tháng 8 vừa qua. Đây là lần thứ hai ông Nghị, 44 tuổi, đảm nhận chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nghị trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, từng là Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015 trước khi trở thành người đứng đầu tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Hiện ông Nguyễn Thanh Nghị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Vào tháng 10 năm 2015, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông cũng từng là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước tại thời điểm được bầu. Theo truyền thông trong nước, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất của Việt Nam tại thời điểm đó và tại thời điểm trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng lần đầu tiên vào năm 2011 khi bố ông đang làm Thủ tướng Việt Nam, ông Nghị mới có 35 tuổi. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vừa xuất hiện trở lại trên truyền hình Nhà nước Việt Nam trong cuộc phỏng vấn nhân ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương. Việc con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng được trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, theo dư luận và giới quan sát là không mấy bất ngờ sau vụ ông Nghị bị kiểm điểm về sai phạm đất đai của tỉnh. Đây là hình ảnh Phú Quốc với lợi thế về du lịch và đầu tư cực kỳ lớn từ ngân sách và định hướng phát triển thành đặc khu kinh tế, là mảnh đất cực kỳ béo bở, phát sinh lợi nhuận hàng chục lần nên cũng là đối tượng được sâu xé của các thế lực lợi ích nhóm. Kiên Giang cũng là quê hương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nên đã có sự dàn xếp cho ông Nguyễn Thanh Nghị nắm vùng đất này. Hôm 25 tháng 8, ông Nghị cùng hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và 12 người nguyên là phó chủ tịch, thành viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2011-2017 bị kiểm điểm vì theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, toàn bộ 145 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết do quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chậm được phê duyệt. Cũng theo kết luận này, tỉnh Kiên Giang còn chậm triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng phân khu chức năng trong khu kinh tế Phú Quốc, dẫn đến ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc giao đất cho thuê đất đối với một số tổ chức để thực hiện dự án đầu tư chưa phù hợp hoặc vượt diện tích so với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng phê duyệt. Việc điều động ông Nghị trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng nằm trong các diễn biến nhân sự cấp cao đang diễn ra các tuần vừa qua, với việc nhiều tỉnh thành Việt Nam có bí thư mới được bổ nhiệm. Cùng ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn, bí thư tỉnh ủy Điện Biên giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Hôm 5 tháng 10, Hội nghị Trung ương 13 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khai mạc tại Hà Nội, trong đó công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 là một trong những trọng tâm được thảo luận và xem xét. Bố ông Nghị là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gần đây cũng bất ngờ xuất hiện trở lại trên truyền hình khi trả lời phỏng vấn VTV nhân dịp ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương mà ông từng giữ chức trưởng ban. Và theo giới quan sát, đó có thể là tín hiệu gì đó về thế cân bằng quyền lực trước thềm đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 sắp được tổ chức trong vài tháng tới. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được gọi là đồng chí X đã bị miễn nhiệm vì những sai phạm đem lại hậu quả khổng lồ cho nền kinh tế Việt Nam với vụ dự án Vinashin và nhiều thua lỗ ở những tập đoàn kinh tế gọi là quả đấm thép của kinh tế nhà nước. Tuy nhiên, chịu trách nhiệm lớn nhất có lẽ là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó, vì ông chính là người đứng đầu của Đảng.
nơi có quyền lực lớn nhất và quyết định mọi thứ. Chiến dịch chống tham nhũng được truyền thông trong nước gọi là đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được giới quan sát cho rằng nhắm vào ông Dũng đã thông qua một loạt các đại án liên quan đến nhiều quan chức chính phủ, lãnh đạo và các ngân hàng và cả ngành công an, dẫn tới việc cựu Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng và cựu quan chức ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị kết án tù. Câu hỏi mà dư luận đặt ra là liệu ông Nguyễn Thanh Nghị được điều chuyển hay là bị kỷ luật, giáng chức. Các nguồn tin từ Hà Nội cho đài BBC tại London biết được điều động ông ra Bộ Xây dựng chỉ dấu cho thấy ông Nghị có thể sẽ là Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong tương lai gần. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, một số nhà quan sát trong giới bất đồng chính kiến cho rằng ông Nghị có thể bị kế điệu hổ ly sơn cho tiện việc điều tra xử lý những sai phạm ở Phú Quốc, Kiên Giang. Trả lời đài Á Châu Tự Do vào hôm 6 tháng 10 năm 2020 từ Hà Nội liên quan đến vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Nguyễn Nghiên cứu Phát triển IDS Tự Giải Thể đã nhận định như sau. Tôi nghĩ là như vậy vì ông Nghị, từ thời bố ông làm thủ tướng thì ông được đẩy lên rất nhanh và từng là thứ trưởng Bộ Xây dựng, rồi từ đó mới chuyển về quê theo con đường của Đảng. Đầu tiên là chủ tịch tỉnh, sau đó là bí thư. Thường bí thư của một tỉnh thì chắc chắn sẽ là trung ương ủy viên của khóa tới. Bây giờ đùng một cái đều về làm thứ trưởng thì sẽ phải có một người khác về làm bí thư. Và như thế khả năng ông Nghị còn ở trong trung ương có thể không có nữa. Như vậy đó là một sự giáng chức và là một biểu hiện mà bất kể ai cũng biết về tình hình chính trị Việt Nam. Đó là một biểu hiện của sự đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 chứng kiến mô hình tam trụ từ công thức tứ trụ sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, hiện là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Trước đây, ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ năm 2011 cho đến năm 2014. Sau đó, ông được đưa về quê nhà và kinh qua các chức vụ như Phó Bí thư, Chủ tịch tỉnh và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang từ tháng 10 năm 2015 cho đến nay. Ông là con trai của nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và là một trong ba Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm đó. Từ Sài Gòn, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do vào hôm 6 tháng 10 về trường hợp của ông Nguyễn Thanh Nghị đã đưa ra phân tích như sau. Vào tháng 8 năm 2020, có một kết luận thanh tra chính phủ về những sai phạm của tỉnh Kiên Giang, nhưng trong kết luận đó không có phần quan trọng nhất là chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo pháp luật. Tôi thì nghĩ rằng lúc đó ông Nghị an toàn. Thứ hai, tin ông Nghị được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thú thật, tôi cũng bất ngờ. Tôi đánh giá đây là bước đi xuống nguy hiểm cho ông Nghị, cũng như liên đới cha ông là Nguyễn Tấn Dũng. Đồng thời, hôm nay tôi thấy báo Tuổi Trẻ phỏng vấn ông Phạm Công Khâm, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Kiên Giang về việc luân chuyển ông Nghị, thì ông Khâm cho biết tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản chính thức về việc này. Đó là một điều rất kỳ lạ, trong khi báo chí thì đã phổ biến rất rộng rãi mà tỉnh Kiên Giang vẫn không hề biết gì. Đó là điểm lạ thứ nhất. Điểm lạ thứ hai là theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già là nội dung làm việc của Bộ Chính trị để chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới. Trong đó, nhóm 3 do ông Trần Quốc Vượng được phân công làm việc với tỉnh Đắk Nông và Kiên Giang. Nhưng theo quan sát của nhà báo Nguyễn Ngọc Già, ông Trần Quốc Vượng chỉ đến làm việc với tỉnh Đắk Nông mà không hề đến Kiên Giang làm việc. Ông nói tiếp, việc ông Vượng không làm việc với Kiên Giang kết hợp với câu trả lời của ông Phạm Công Khâm, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Kiên Giang, thì nó bật ra được một vấn đề về việc luân chuyển ông Nguyễn Thanh Nghị. Đó là đặt ông Nghị vào chuyện đã rồi, vì báo Tuổi Trẻ cho biết ông Nghị vẫn điều hành kỳ đại hội sắp tới ở Kiên Giang vào ngày 17 tháng 10. Cũng tại buổi họp giao ban báo vào hôm 6 tháng 10 để cung cấp thông tin về việc chuẩn bị Đại hội Đảng tỉnh Kiên Giang, trưởng ban tuyên giáo Kiên Giang Phạm Công Khâm cho biết, ông Nguyễn Thanh Nghị, bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ thứ 10, vẫn điều hành đại hội từ ngày 15 đến 17 tháng 10. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang vào hôm 29 tháng 7 năm 2019. Ông Khâm cũng cho biết đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang chưa nhận được văn bản chính thức về việc Thủ tướng Chính phủ điều động ông Nguyễn Thanh Nghị về giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng mà chỉ biết qua báo chí đăng tải. Và liệu sai phạm của đồng chí X có bị đụng đến hay không? Nhiều nhà quan sát tình hình chính trị trong và ngoài nước đặt câu hỏi với việc điều chuyển ông Nguyễn Thanh Nghị về lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cũng như kỷ luật kiểm điểm ông Nguyễn Thanh Nghị, liệu có khả năng chính quyền tại Hà Nội sẽ đụng đến sai phạm của đồng chí X, tức nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông đang còn đương nhiệm. Qua những câu chuyện này, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, nó cho thấy sự rạn nứt rõ ràng giữa nội bộ đảng với nhau, cũng như là giữa phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng với các đồng chí của ông ta trong kỳ đại hội lần này. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho biết rằng
đây là việc nguy hiểm đối với cá nhân ông Nguyễn Thanh Nghị cũng như dòng tộc của ông Nguyễn Tấn Dũng nếu ông Nghị ra Hà Nội nhậm chức. Ông nói tiếp, điều này cũng đặt ông Nguyễn Thanh Nghị vào một thế khó, bởi vì theo khoản 4 điều 9 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Tuy nhiên, cách làm việc của người Cộng sản thì cấp càng cao thì bao giờ cũng làm việc với nhau trước, để thuyết phục trong nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bổ nhiệm. Nhưng lần này rõ ràng họ đã đặt ông Nguyễn Thanh Nghị và cả gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng một cái thế gọi là chuyện đã rồi, tức là họ sử dụng công cụ báo chí để chuyển thông điệp tới gia đình ông Dũng. Tôi cho rằng theo cái cách đó có thể gọi là một kế của Tôn Tử là điệu hổ ly sơn, đó là một điều rất nguy hiểm. Đây là hình ảnh các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương lần thứ 13. Không chỉ ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Kiên Giang bị điều về làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Trong 2 tháng qua, nhiều bí thư tỉnh đã được điều động bổ nhiệm làm Thứ trưởng các bộ hay một số chức vụ khác. Đơn cử như ông Trần Văn Sơn, Bí thư Điện Biên về làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Bà Phạm Thị Thanh Trà, nguyên Bí thư Yên Bái làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Bí thư Đồng Tháp là Lê Minh Hoan làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Và Bí thư Quảng Trị, Nguyễn Văn Hùng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dưới góc nhìn cá nhân, Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã đưa ra nhận định về việc này như sau. Tôi nghĩ đó chắc chắn không phải là bình thường. Người ta điều động về làm Thứ trưởng, rồi về làm Phó Ban Kinh tế Trung ương, hay là Phó Ban gì đấy. Tất cả các ông như từ tới ông Thăng trở đi chẳng hạn, thì mình cũng thấy kiểu đấy là giáng chức và có thể dẫn đến kỷ luật gì đó. Nhiều cán bộ, quan chức cấp cao bị điều chuyển, sau đó kỷ luật hoặc có thể bị truy tố với lý do chống tham nhũng, như ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường nói. Nhà báo Lê Trung Khoa khi trả lời Đài Tiếng nói FA trước đây cho rằng đấy không phải chỉ là dấu hiệu chống tham nhũng mà là sự đấu đá phe phái rất dữ dội trong Đảng Cộng sản Việt Nam để giành quyền lợi. Con của Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ là một trong những mắt xích mà một số nhóm khác muốn loại bỏ để tránh việc ông Nguyễn Thanh Nghị có thể đi tiếp được vào Trung ương ủy viên khóa tới, thậm chí lên ủy viên Bộ Chính trị nếu thuận lợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 10 năm 2020 với bản tin Nguyễn Thanh Nghị làm Thứ trưởng cú móc ngược của bà X. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.